Thưa quý vị, Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm bánh kẹo tăng cao. Trong đó, thị trường bánh Trung thu đang hết sức đa dạng, không ít sản phẩm là hàng nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tính riêng tháng 8 năm 2022, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện xử lý 593 vụ vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt là hơn 4 tỷ đồng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe người dân bộ công an khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ lựa chọn các sản phẩm bánh kẹo thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng khi phát hiện các cơ sở có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan để tiến hành xử lý